Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc với Đạt Dê. Đêm nhạc của Đạt Dê và Hiền Hồ tại Đà Lạt phải tạm hoãn. Trước đó, những chương trình khác có nữ ca sĩ tham gia đều gặp rắc rối. Trao đổi với Dinh, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc mang tên Chỉ Khi Anh Một Mình với sự tham gia của Đạt Dê, Hiền Hồ tại Đà Lạt phải hoãn. Hiền Hồ không tham gia nữa nên đêm nhạc tạm hoãn. Chúng tôi đang đợi để chốt xem Đạt Dê có biểu diễn cùng một ca sĩ khác không. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông báo với khán giả, đại diện ban tổ chức nói. Dinh liên lạc với Hiền Hồ về nguyên nhân rút khỏi đêm nhạc song chưa nhận được phản hồi. Trước đó, theo kế hoạch, đêm nhạc Chỉ Khi Anh Một Mình sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tại Đà Lạt. Hiền Hồ bị tẩy chay sau khi vướng lùm xùm quan hệ tình cảm với người đã lập gia đình. Nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng. Tháng 11 năm 2022, Hiền Hồ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tại một chương trình của Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Gần nhất, vào cuối tháng 3, đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình tại Quảng Ninh cũng thông báo hủy show. Chia sẻ với Dinh, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc bị hủy vì vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả và khách hàng. Sau khi thỏa thuận với đại diện ca sĩ, chúng tôi quyết định hủy bỏ sự kiện và may mắn không có thiệt hại gì. Ban đầu, hiệu ứng và lượng khán giả đặt vé vẫn khá. Nhưng sau đó, chương trình vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, phản ánh của khán giả và khách hàng, chúng tôi đi đến quyết định hủy show, đại diện ban tổ chức nói. Người này chia sẻ khi trao đổi việc hủy show, đại diện của các ca sĩ bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự cố trên. Show nhạc mở ra đúng thời điểm diễn ra lùm xùm giữa hai ca sĩ nên bị ảnh hưởng. Vì vậy, hai ca sĩ đồng ý hủy show.